Truyện tranh Thập đại đệ tử Phật Thích Ca, A Na Luật, Thiên Nhãn Đệ Nhất. Từ 7 năm xuống 7 tháng rồi 7 ngày. Thân vương Sukoda là chú ruột của Thái tử Tất Đạt Đa. Ngài có hai con trai, Mahanama và Analuk. Analuk thông minh, tánh tình hòa nhã, được các cô gái mến yêu, nhưng chàng lại lơ là chuyện vợ chồng. Ngày Phật trở về quê hương lần thứ nhất, ở Ca Tỳ La Vệ có rất nhiều người xuất gia. Trong hoàng tộc thì có Nang Đa, La Hầu La. Ngoài dân chúng có tới mấy trăm người. Bấy giờ, Mahanama đến gặp em mình. Analuk, nhiều người đã theo Phật, gia đình ta cũng nên có một người. Anh nhường vinh dự này cho em. Analuk chạy đi tìm mẹ. Thưa mẹ, gia đình ta nên có một người xuất gia. Anh con sẽ ở lại với mẹ. Mẹ chẳng muốn đứa nào xa mẹ cả. Thưa mẹ, việc này không những đem lợi lạc đến cho người xuất gia mà cho cả gia đình họ nữa. Bà mẹ rất khó nghĩ. Cuối cùng, bà cho rằng mình có cách làm cho Analuk từ bỏ ý định ấy. Được, nhưng mẹ có điều kiện này. Nếu Hadiya chịu xuất gia thì con có thể ra đi. Hadiya đang có quyền thế, đời nào nó chịu đi, ta thắng thằng nhỏ này rồi. Nghe mẹ nói vậy, Analuk chạy ngay tới nhà bạn mình. Hadiya, tôi muốn xuất gia, nhưng chính anh đã ngăn cản việc này. Analuk vừa nói gì vậy? Anh thừa biết rằng nếu có thể làm gì để cho anh được vui thì tôi không hề từ chối. Anh hứa chắc như vậy. Hadiya chưa hề sai lời với ai. Analuk thuật lại chuyện mình bị mẹ ép buộc như thế nào. Hadiya nghe xong, ngồi im lặng thật lâu rồi nói: tôi cũng có ý xuất gia, nhưng vì đang trấn giữ các tỉnh miền Bắc, nhiệm vụ thật nặng nề. Nghĩa là anh không quý trọng tôi như tôi đã quý trọng anh. Không phải như vậy, nhưng thôi, anh có thể đợi tôi chừng 7 năm. 7 năm? Tới đó tôi đã chết rồi, chết vì không được xuất gia. Thôi thì 3 năm. Cũng quá lâu. Thì 7 tháng, dầu sao tôi cũng phải bàn giao binh quyền cho người khác. Hai người bạn trẻ thân thiết nhau từ thuở nhỏ, tiếp tục cò kè với nhau. Cuối cùng, Hadiya nói: thôi được rồi, hỡi người bạn thân nhất, hãy cho tôi 7 ngày. Hay lắm, 7 ngày sau chúng ta ra đi, tôi sẽ rủ thêm nhiều bạn nữa. Analuk chạy như bay về nhà, báo tin cho thân mẫu. Bà mẹ trầm ngâm một thoáng rồi tươi nét mặt. Ai mà ngờ Hadiya lại có một quyết định cao đẹp như vậy. Đây hẳn là phước phần của con mình. Mẹ cho con xuất gia không? Mẹ không nuốt lời hứa đâu. Từ chối lời cầu hôn của một cô gái. Sau khi xuất gia, tỷ kheo Analuk rất tinh tấn trong việc tu hành. Ngày nọ, đại đức rời kỳ viên, đi giáo hóa ở vùng xa. Trên đường làng vắng vẻ, không có nơi dành riêng cho các tỷ kheo nghỉ trọ. Trời sẫm tối, mây đen phủ kín không gian. Đại đức ghé vào một ngôi nhà xin tạm trú. Rủi thay, mọi người đều đi vắng trừ một cô gái. Đại đức còn đang do dự thì mưa đã nặng hạt. Thiếu nữ tiếp khách rất niềm nở, nhưng nhà tu vẫn cứ ngồi yên tham thiền, không để ý đến những lời gợi ý của nữ chủ nhân. Đêm đã khuya, bốn bề im vắng. Trong ánh sáng lung linh của ngọn đèn dầu, cô gái bước đến bên đại đức. Không biết tại sao vừa thấy thầy là em đem lòng cảm mến. Thầy còn trẻ, hãy hoàn tục và cưới em. Chúng ta sẽ sống đời giàu sang hạnh phúc.
Càng nói, thiếu nữ càng bạo dạn hơn. Toàn nắm lấy bàn tay của Anna Luật, nhưng nhà sư trẻ nhắm mắt lại dịu dàng nói, hãy dừng lại. Tôi là người xuất gia, đã từ bỏ mọi lạc thú trên đời. Cô hãy để lòng bình thản trở lại. Trước lời lẽ cương quyết của đại đức, thiếu nữ bừng tỉnh, hổ thẹn và hối hận. Xin đại đức tha thứ cho sự nông nổi của con. Sáng hôm sau, cô gái nhờ Anna Luật giúp mình được quy y Phật. Về sau, cô trở thành một nữ cư sĩ rất thuần thành. Sau khi nghe Anna Luật kể lại chuyện này, Phật đưa ra một giới luật. Từ nay, các tỷ kheo không được sống trong nhà của một nữ nhân, càng không được ngủ chung phòng với họ. Anna Luật bị mù vì không chịu ngủ. Hôm đó, các tỷ kheo đang chăm chú nghe Phật giảng, riêng Anna Luật ngồi ngủ gục. Phật nhìn về phía người phạm lỗi, không nói một lời. Bấy giờ, một tỷ kheo xô nhẹ Anna Luật, đại đức giật mình. Này Anna Luật, sao trong lúc mọi người lắng nghe Pháp mà thầy lại ngủ? Bạch Thế Tôn, không phải con cố ý, nhưng chẳng hiểu sao một cơn hôn trầm cứ đến. Con xin Thế Tôn lượng thứ, từ nay về sau con không ngủ nữa. Thế rồi, kể từ hôm đó, Anna Luật tinh tấn tu hành liên tục, từ sáng đến tối, hết đêm đến ngày. Một thời gian sau, đôi mắt đại đức sưng húp. Phật lo lắng, này Anna Luật, tu hành không đúng mức hoặc thái quá đều không tốt. Bạch Thế Tôn, con đã phát nguyện không ngủ nữa, con không thể trái lời nguyện. Này Anna Luật, chúng sanh phải có thức ăn mới sống, lỗ tai dùng âm thanh làm thức ăn, con mắt dùng sự ngủ nghỉ làm thức ăn. Thầy không ngủ không được, vì con mắt sẽ bị thiếu nhu cầu. Ngay cả Niết Bàn cũng cần có thức ăn, huống chi là con mắt. Bạch Thế Tôn, Niết Bàn cần ăn những gì? Niết Bàn cần pháp không phóng dật làm thức ăn. Chỉ người nào không phóng dật mới đến được cảnh giới vô vi. Bạch Thế Tôn, như vậy, việc con không ngủ không làm hại Niết Bàn. Ghi chú, phóng dật là buông thả, thả lỏng thân và tâm. Cảnh giới là lãnh vực, khung cảnh. Vô vi là không sanh diệt, không biến đổi. Ít lâu sau, Phật sai người đến khám bệnh cho Anna Luật. Bạch Thế Tôn, tôn giả Anna Luật chỉ cần ngủ trở lại là hết bệnh. Nhưng Anna Luật vẫn không ngủ, cuối cùng phải bị mù. Phật vá áo cho Anna Luật. Thế là mọi sinh hoạt hàng ngày của Anna Luật trở nên khó khăn. Các tỷ kheo khỏe mạnh, đủ sức đi nhiều, để rớt bớt khẩu phần của mình cho Anna Luật. Nhờ vậy, việc ăn uống của tôn giả cũng tạm ổn. Nhưng khi ba chiếc áo của tôn giả rách nhiều chỗ, thì tôn giả không giải quyết được. Ngày nọ, Anna nhìn thấy hỏi, sao huynh không vá áo? Mặc áo cũ hay mới không quan trọng, nhưng phải kín đáo, tề chỉnh. Tiểu đệ không xỏ kim được, mong huynh giúp cho. Đệ sẽ trở lại vá áo cho huynh. Anna về tinh xá, mời vài tỷ kheo đi vá áo cho Anna Luật. Chúng ta phải vá xong trong một buổi thôi, không được kéo dài. Tuy Anna nói thì thầm, nhưng Phật vẫn nghe rõ cả. Từ trong hương phòng, Ngài phóng âm thanh về phía Anna. Này Anna, sao thầy không mời ta đi vá áo cho Anna Luật? Anna xúc động, một kiền liên cũng xin đi. Thế rồi, Phật và hai đại đệ tử đến trú xứ của Anna Luật. Này Anna Luật, hãy đem hộp kim chỉ ra. Anna, một kiền liên và ta đến vá áo. Từ trong đôi mắt mù lòa, ứa ra hai hàng lệ. Sau buổi sáng hôm đó, ba y rách của Anna Luật được lành lặn, đẹp đẽ hẳn lên.
giống như tâm hồn của chủ nhân, nó đang đẹp đẽ gấp nhiều lần so với ngày xưa. Ba người sống hòa thuận trong rừng vắng. Cuối mùa mưa năm 581 trước Tây lịch, Phật đi về phía rừng Trúc Lâm, nhưng bị người gác rừng chặn lại. Xin ngài chớ vào, ở trong đó có ba vị thánh đang tu hành. Nếu ông vào nói có người đến thăm, thì ba vị đó sẽ ra ngay. Quả nhiên, một lát sau, Ana Luật, Kimbila và Nan Diya xuất hiện. Nhận ra Thế Tôn, cả ba rất vui mừng, mời Phật vào rừng đỡ y bát, trải tọa cụ và lấy nước rửa chân Phật. Các thầy có định được an tịnh không? Việc đi hoằng hóa và khất thực có dễ dàng không? Bạch Thế Tôn, chúng con rất an tịnh, mọi việc ở đây đều dễ dàng. Các thầy có thương mến và có sống hòa hợp với nhau không? Phật hỏi tiếp. Chúng con thương mến và sống hòa hợp với nhau như sữa với nước. Ana Luật đáp. Kimbila và Nan Diya cũng xác nhận rằng cả ba như là một. Ana Luật kể cho Phật nghe công việc hàng ngày của ba người như sau. Sau buổi ngồi thiền đầu tiên trong ngày, chúng con đi khất thực. Ai trở về sớm nhất thì nhanh tay sắp đặt chỗ ngồi, đi lấy nước uống, nước rửa mặt và đặt một cái chậu sạch tại nơi này. Sau đó, vị này mới đi rửa mặt, rửa chân, sang bớt thức ăn của mình vào chậu sạch. Đây là phần thức ăn dành cho vị nào không khất thực đủ một phần ăn. Xong xuôi, vị đó ngồi xuống, quán niệm và thọ trai. Nhờ vậy, khi hai vị kia về, thì nước rửa, nước uống đã có sẵn. Họ chỉ việc ngồi xuống rửa tay, rửa chân, rửa mặt và thọ trai. Sau buổi thọ trai, ba người cùng đi dọn dẹp. Thức ăn còn dư sẽ được đem đổ tại một khoảng đất không có cỏ cây hoặc không có động vật nào sinh sống, rồi rửa bình bát, rửa chậu và úp ngược xuống. Ai thấy hết nước uống thì tự động châm thêm. Thấy vại nước rửa bị lưng thì đi xách nước đổ vào cho đầy. Thấy nhà vệ sinh không sạch thì đi chùi rửa. Việc nào cần nhiều người làm thì cùng nhau chung sức, không đợi lên tiếng mời gọi. Cứ mỗi năm ngày, cùng nhau ngồi lại một lần để trao đổi kinh nghiệm học tập. Phật nghe xong, khen cả ba đệ tử này. Cảm hóa đạo tặc. Đêm đó, vô số ngôi sao chiếu lấp lánh trên bầu trời đen thẳm. Trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng ít ỏi của nó xuống khu rừng có tôn giả Ana Luật đang ngồi thiền. Không gian đang vắng lặng, bỗng có tiếng chân người ở xa xa, rồi tiếng động ấy to dần, rõ dần, và sau cùng xuất hiện một toán người đang đi về hướng của tôn giả. Khi thấy họ đến gần, tôn giả đằng hắn để báo ở đây có người. Đó là bọn cướp vừa ăn hàng về. Chúng hốt hoảng rút dao ra, bao vây con người khả nghi, nói nhỏ với nhau: ta bị lộ rồi, phải giết người này, lão phá việc làm ăn của bọn mình. Các ngươi giết ta thì rất dễ, nhưng sau khi ta chết, các ngươi cũng khó toàn mạng. Ta là Sa Môn, ta ngồi đây trước khi các ngươi tới. Ta có nhìn thấy các ngươi, nhưng không hề phá việc làm ăn của các ngươi. Không giết ông để một lát nữa, ông đi tố cáo bọn tôi sao? Ta không đi báo quan, nhưng luật nhân quả đâu có tha cho các ngươi. Ta tội nghiệp cho các ngươi phải chịu nhiều bi thảm trong kiếp sau. Huyền diệu thay, những lời của tôn giả Ana Luật trong phút chốc, thiện nghiệp ngày xưa của bọn cướp bừng sống dậy. Chúng liền vứt bỏ khí giới và đến quỳ dưới chân đại đức xin được quy y. Bình minh lên với muôn ngàn tia nắng rực rỡ, xóa sạch bóng đen và lòng người cũng bừng sáng y như đất trời. Những người vừa giác ngộ đem tiền bạc cướp được trả lại cho chủ của nó. Các gia đình mất của rất vui mừng, nhưng liền đó
họ nhận ra rằng mọi vật đều vô thường nên cùng nhau xin quy y làm cư sĩ. Ổng Kỳ mau tới đó xin quy y. Thiên nhãn nhìn được khắp nơi. Do không chịu ngủ, A Na Luật bị mù, nhưng nhờ tinh tấn thực hành thiền định, đại đức đã đạt được thông thiên nhãn. Mắt trời không những nhìn thấy mọi vật chung quanh y như mắt thường, mà còn nhìn thấy suốt cõi âm và cõi thiên. Bấy giờ, A Na Luật đến gặp Xá Lợi Phất, nói: "Thưa sư huynh, đệ có thể nhìn thấy hàng vạn thế giới, tinh thần đệ sáng suốt, thân thể khỏe mạnh, nhưng không hiểu sao tâm hồn đệ chưa thoát khỏi các phiền não nhỏ nhặt. Khi hiền đệ nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy hàng vạn thế giới, tinh thần sáng suốt, thì đó chính là lúc lòng tự mãn xuất hiện. Còn lúc hiền đệ thấy mình chưa thoát ra khỏi các phiền não nhỏ nhặt, thì đó chính là lúc đệ bị các hoài nghi quấy nhiễu. Hãy xua đuổi các tư tưởng có hại đó ra khỏi tâm trí mình." A Na Luật trở về chỗ ẩn cư, tiếp tục ngồi thiền và cố loại trừ các tư tưởng bất thiện nói trên. Cuối cùng, Ngài đắc quả A-La-Hán. Sau đây là vài hình ảnh mà A Na Luật nhìn thấy nhờ có thiên nhãn. Lúc Tôn giả ẩn cư tại một khu rừng vắng, một tiên nữ từ cõi trời thứ 33 xuất hiện, đến đứng kế bên. "Ông hãy phát nguyện được chấm dứt tuổi thọ để trở về cõi trời, sum họp với thiếp." A Na Luật từ chối lời mời gọi này. "Người sống trên cõi trời thứ 33 vẫn còn sanh còn tử. Nay ta quyết đi tìm con đường giải thoát." Đây là người vợ cũ của Tôn giả, lúc Tôn giả làm Đế Thích Thiên Chủ. Khi Tôn giả xuống trần, dưới lốt thân xác phàm, vương tử A Na Luật, Ngài bị quên hết các chuyện của tiền kiếp, nhưng tiên nữ thì vẫn còn nhớ. Có một lần, một số tiên nữ đến vây quanh A Na Luật khoe: "Chúng tôi vừa đẹp, vừa có khả năng đặc biệt, có thể làm thay đổi màu tóc, màu da, giọng nói. Thì ngươi làm thử đi, thử làm cho tóc ngươi có màu xanh xem." Các tiên nữ liền làm theo lời yêu cầu thầm kín của A Na Luật, rồi múa hát, cổ lôi cuốn nhà tu. Thế nhưng, tỷ kheo vẫn ngồi tham thiền, khiến các tiên nữ chán nản, kéo đi nơi khác. A Na Luật đem việc mình nhìn thấy tiên hỏi Phật: "Bạch Thế Tôn, nhờ đâu mà một nữ nhân được sanh lên thiên giới? Đó là những phụ nữ có đủ 8 phẩm hạnh như sau. 1. Sau khi lập gia đình, nữ nhân đó biết chiều chuộng và thân ái đối với chồng. 2. Lịch sự với khách của chồng, nhất là với cha mẹ chồng. 3. Chu toàn mọi việc trong gia đình. 4. Chăm sóc kẻ ăn người ở trong nhà. 5. Không phung phí tài sản của chồng. 6. Không cờ bạc, không uống rượu và phải tìm mọi cách giúp chồng thoát khỏi 2 tai họa đó. 7. Quy y và giữ 5 giới cấm. 8. Thường xuyên bố thí và giúp đỡ những người nghèo khó." Sau khi quan sát các cảnh khổ của nữ giới ở địa ngục, A Na Luật hỏi Phật: "Bạch Thế Tôn, các nữ nhân nào bị đọa vào địa ngục?" "Nữ nhân nào có 5 tật xấu sau đây sẽ bị đọa vào địa ngục? 1. Không tin tưởng chánh pháp. 2. Không biết hổ thẹn khi đã làm điều xấu xa. 3. Không sợ tội lỗi. 4. Hay nóng giận và thô lỗ. 5. Ưa tin nhảm." Trong một dịp khác, A Na Luật lại hỏi Phật: "Bạch Thế Tôn, nữ nhân rất dễ tin theo lời Thế Tôn, nhiều lòng từ hơn nam giới, nhưng sao họ bị đọa vào địa ngục nhiều hơn?" "Này A Na Luật, tuy nữ nhân dễ tín phụng hơn nam giới, nhưng họ cũng dễ mắc tội hơn, vì họ có 3 tâm lớn hơn. 1. Mỗi sáng sớm, tâm tham của họ nổi lên, họ muốn tài sản của họ nhiều thêm. 2. Buổi trưa, tâm đố kỵ nổi lên,
họ cảm thấy mọi người đều đang chống lại họ. 3. Buổi tối, lúc nào họ cũng mong có người ngồi dựa kề bên mình. Năm 546 trước Tây lịch, trong chuyến đi cuối cùng từ Vương Xá đến Kusinara, Phật dẫn theo vài đệ tử, trong đó có Ana Luật và Anan. Tại Kusinara, Phật nhập Niết Bàn giữa hai cây sa la song thọ. Mọi người có mặt hết sức buồn bã. Từng lúc một, họ muốn biết hiện giờ Thế Tôn đang ở đâu. Với thiên nhãn đệ nhất của mình, Ana Luật đã trả lời các câu hỏi của họ. Nhờ đó, bầu không khí bớt căng thẳng. Trong lúc họ tán, nhiều hiện tượng lạ đã xảy ra. Tám tộc trưởng người Ma La không khiêng nổi xác thân Phật, chăm lửa mãi mà giàn hỏa vẫn không cháy. Với thiên nhãn của mình, Ana Luật giải thích các nguyên nhân của việc đó. Mọi người nghe xong bớt lo lắng. Trích từ truyện tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca. Lời Lý Thái Thuận, tranh Trương Quân. Ha ha ha,